Tổng thống Venezuela đến Algeria bàn về khủng hoảng giá dầu, tin từ Algeria. Vào ngày hôm qua, thì Tổng thống Venezuela đã đến Algeria trong một chuyến đi nhằm mục đích là thảo luận vấn đề khủng hoảng giá dầu diễn ra nhiều tháng qua. Tổng thống Nicolas Maduro và vợ là Cecilia Flores đã được Chủ tịch Thượng viện Algeria là Abdelkader Bensalat và các vệ sĩ của Đảng Cộng hòa tiếp đón tại phi trường. Hồi tuần qua, thì Maduro và các bộ trưởng thân cận đã đến thăm Hoa Lục, Nga và các quốc gia sản xuất dầu khác để tìm kiếm nguồn tài chính và hối thúc tổ chức các quốc gia xuất cảng dầu, viết tắt là OPEC, cùng hành động để ngăn chặn đà tụt dốc của giá dầu thô. Venezuela đã rơi vào cuộc khủng hoảng trầm trọng vì thiếu hụt hàng hóa, từ những chiếc tã cho đến bột mì kể từ sau lễ Giáng sinh. Tình trạng thiếu hụt này đã khiến cho dân chúng Venezuela phải xếp hàng dài trước các cửa tiệm để chờ mua hàng từ sáng sớm khi mặt trời chưa lên. Giá dầu thô giảm xuống dưới 49 Mỹ kim một thùng trong ngày hôm qua, thứ hai không khác những lát dao cứa mạnh vào nền kinh tế đang bất ổn của Venezuela. Hôm kia thì Chủ nhật ngày 11 tháng Giêng, Maduro đã gặp Hoàng Thái tử Saudi Arabia Salman tại Riyadh trước khi đến Qatar và Algeria để thảo luận về cơn khủng hoảng giá dầu. Các nhà phê bình nói rằng Venezuela lâm vào tình trạng suy thoái vì nhà nước này duy trì hệ thống kiểm soát hối đoái kéo dài suốt 12 năm qua, dẫn đến việc nhà nước không đủ tiền để cung cấp cho các ngành nhập cảng. Các siêu thị đặt dưới sự điều hành của chính phủ chỉ bán hàng cho người có thẻ căn cước và chỉ có người Venezuela có số cuối ghi trên thẻ là số 0 hoặc số 1 thì mới được phép mua hàng trong ngày thứ hai.